Vâng, em chào mừng các anh chị ha đã tham dự cái buổi webinar của chúng em ngày hôm nay. Thì lần đầu tiên em là Vinh, em thay mặt công ty BCB Plattest xin cảm ơn các quý anh chị, các doanh nghiệp đã bỏ ít thời gian để tham dự cái buổi webinar. Dạ rồi ạ. Vâng, em sẽ là Vinh, em là Vinh, em là MC sẽ hỗ trợ mình suốt trong cái buổi webinar này. Thì em xin bắt đầu cái buổi webinar này nha anh chị nhé. Dạ vâng, như anh chị cũng đã biết và về khi nhắc tới phần mềm OTM Designer thì đây là một trong những cái giải pháp mà không thể thiếu ở các công ty về sản xuất cái linh kiện và điện tử. Kèm với đó thì cái việc cập nhật những cái tính năng cũng là một trong những cái nỗi trăn trở của cái doanh nghiệp để có thể ứng dụng trong cái sản phẩm của mình. Hiểu được những cái vấn đề trăn trở đó thì bên em có tổ chức cái buổi webinar này hôm nay để trả lời cho các anh chị những cái câu hỏi cũng như là những cái giải đáp thắc mắc. Vâng ạ. Thì trước khi để bắt đầu vào phần chính thì em xin giới thiệu tổng quan về công ty BCB Plattest để cho mình có cái nhìn tổng quan. Vâng, thì về công ty của chúng em được thành lập năm 1997 tại Singapore. Thì bên công ty em thì có 7 thành viên tại 6 quốc gia, như là về Singapore, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Thì bên công ty em đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp CAD, CAD, CAE, CAM, software và những cái phần mềm ERP. Vâng ạ. Thì đây là một chúng em đây. Thì từ năm 1997 cho đến năm 2016 thì có mặt tại Việt Nam. Vâng ạ. Rồi, thì về cái K business line, tức là cái dòng cái mảng kinh doanh chính của bên BCB Test, thì đầu tiên đó là về giải pháp phần mềm. Thì bên em là giải pháp phần mềm đầu tiên là OTM Designer Software. Thì đây bên em là bên Việt Nam là đại diện độc quyền chính hãng của giải pháp này. Tiếp theo đó là về SolidWorks. À, đây là cái phần mềm thiết kế về 3D, CAD cho cái cơ khí, và 3D Experience Works thì đây là một cái nền tảng điện toán đám mây. Altair là về phần mềm mô phỏng, và tiếp theo là cuối cùng đó là PCB Library là về thư viện. Ở bên phía dưới các anh chị nhìn thấy phía dưới sẽ thấy là cái Machinery, thì đây là những cái giải pháp bên em cung cấp, đó là về Waterlayment, Microcraft, EMS Scanner. Ở trên phía bên tay trái đó là Manufacturing ERP Software, đó là phần mềm ERP. Thì bên trong đó nó sẽ có những cái phần mềm nhỏ như là Supply Chain Manager, tức là quản lý chuỗi cung ứng. ERP thì là các anh chị cũng biết là đây là cái phần mềm cho doanh nghiệp. MES là cái nó được viết tắt từ Manufacturing Execution System, tức là hệ thống thực thi sản xuất. Và cái cuối cùng đó là bên em có luôn cái dịch vụ về đào tạo và chẩn đoán về EMC và EMI và EMC, tức là về đường trường đường sức điện tử của dòng điện. Dạ rồi. Vâng, về quay lại cái phần Autonom thì em xin giới thiệu sơ về cái hệ sinh thái của nó. Thì trong đây thì sẽ có 5 cái hệ sinh thái, đó là về Autonom Designer, Autonom 365, Octopath, Autonom Concur Pro, thì PDM Analyzer. Thì về Autonom Designer thì em nói sơ qua thì nó sẽ đưa ra một cái môi trường thiết kế thống nhất, thì những được kỹ sư đa quyền với một cái nhìn với một cái nhìn và đứng ở mọi gọi là aspect, những cái khía cạnh của cái việc thiết kế bản mạch. Và tiếp theo là Autonom 365 thì đây là một cái thiết kế một cái nền tảng thiết kế sản phẩm điện điện tử ha, và thiết kế những cái bo mạch như là em kết hợp em kết data quản lý dữ liệu và làm việc trên teamwork. Nói tóm lại là cái Autonom 365 là một cái nền tảng mà mình có thể tích hợp được từ cái việc thiết kế bản mạch rồi kết data và quản lý dữ liệu và làm việc teamwork với nhau. Tiếp theo là cái Octopath, thì đây là một cái công cụ mà rất là nhiều các nhà kỹ sư họ dùng, bởi vì nó truy cập nhanh chóng toàn bộ và nó cập nhật những cái thư viện của mình, những cái dữ liệu. Phía dưới thì các anh chị sẽ thấy là về cái PDM Analyzer. Dạ, thì cái này thì nó là một cái nó cho phép là mình sẽ được xác định dễ dàng và giải quyết những cái điện áp gọi là những cái điện áp dày đặc với cái giải quyết những cái vấn đề thì trực tiếp của tại thiết kế Autonom. Và cái cuối cùng đó là Autonom Concur Pro, thì đây là một cái nguồn độc lập cho cái
cho cái dữ liệu về những cái component là một những cái linh kiện, và nó có cái thông tin những cái nguồn real time là chính xác, thời gian thực, và nó có thể truy xuất được những cái thiết kế cũng như là cộng tác với cái team thiết kế về máy và cơ khí nè. Rồi, để về phần chính thì em xin giới thiệu đó là bạn Nguyễn Trung Phước Hưng, là bên kỹ thuật của bên em sẽ hỗ trợ mình ở phần tiếp theo. Nếu như khi mà các anh chị mà có câu hỏi nào thì các anh chị có thể mở cái Zoom chat, có thể nhắn những câu hỏi cho bạn Hưng, hoặc là có thể mở mic nếu như mà có những cái vấn đề nào thắc mắc. Dạ rồi, em xin mời Hưng tiếp tục cái phần của mình để trình bày cho cái quý doanh nghiệp ạ. Dạ rồi. Nhiều cải tiến tính năng được bổ sung giúp khám phá các khả năng cộng tác ICAD và MCAD trên phần mềm thiết kế CAD với bên thứ ba hơn. Khả năng quản lý xây dựng các thiết kế hệ thống điện tử phức tạp, dễ dàng, trực quan trong điều phối của các nhóm làm việc, cộng tác trong quản lý dự án giúp cho các nhà kỹ sư thật sự là thiết kế tự do và sáng tạo, đưa ra các sản phẩm đột phá và có tính là đột phá cao, bao gồm các quy trình sản xuất biến thể dễ làm việc và theo dõi mở rộng hơn, kể cả khả năng quản lý bill of material BOM. Dạ rồi, thì nội dung chính ngày hôm của webinar hôm nay á, chúng ta sẽ trước khi đến với cái nội dung chính á, thì chúng ta sẽ nói sơ qua về các điểm mà nổi bật ở phiên bản Atom 22. Thì bản phát hành Atom Designer có hơn 11 có các 11 cập nhật cũng như là các bản vá, các tính năng được update mới hàng tháng. Hơn 100 ý tưởng đã được triển khai và sửa đổi. Cộng với 3 tích hợp mới là và tăng cường trí thông minh nhân tạo để quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho nè, giá cả, các rủi ro phát sinh cũng như là để dự đoán tránh thiếu hụt linh kiện. Và 35 điểm mới ở Atom Designer sẽ là có là tái sử dụng các block đã tạo trước đó để thiết kế nhanh và chuẩn xác hơn. PCB Health Check Monitor, tính năng giúp người dùng phát hiện các khuyết tật tiềm ẩn của thiết kế. Sơ đồ tên để người dùng quản lý tạo và quản lý các chân đa chức năng. Hình dạng bed cũng được tối ưu hóa theo yêu cầu của người dùng. Điều chỉnh độ dài của các đường dẫn mạch in để đáp ứng nhu cầu tần số, cho phép đảm bảo tín hiệu chuyển tiếp tới các linh kiện có độ trễ tương đương với các tín hiệu khác trên bo mạch. Và 40 tính năng mới có trên Atom 365, bao gồm là bảng điều khiển tình trạng thiết bị, thư viện thiết bị, ngăn ngừa xung đột trong quá trình thiết kế. Bill of Material là danh sách nguyên vật liệu để xây dựng một PCB, cho phép các thành viên trong đội cùng làm việc, cùng xem và đánh giá liên tục trong quá trình xây dựng phát triển một cái PCB, một cái bản mạch, và sử dụng lại các block hoặc là các đoạn mã nguồn đã được tối ưu trước đó để mình tối ưu công việc, so sánh các mạch Gerber, sơ đồ, schematic và PCB, cho phép người dùng so sánh các tiệm Gerber, các thiết kế PCB đã sản xuất và đã chạy ổn định để chúng ta có thể thừa kế được những cái đặc tính tốt của những cái phiên bản trước đó cho những cái thiết kế mới sau này. Thì tìm hiểu cái tính năng mới mà hãng bổ sung cho người dùng đang mong muốn có phiên bản trên 2023 thì chúng ta sẽ nói về phần quản lý management, core designer trên các môi trường MCAD khác nhau, rồi tái sử dụng lại các block hoặc là custom cái pad, cái hình dạng pad để cho nó ứng dụng trong công việc của mình nhiều hơn, cũng giống như là các gán được các chân đa chức năng, điều chỉnh được các chiều dài đường dây hoặc là kiểm tra các khuyết tật tiềm ẩn ở trên PCB của mình. Đấy, trên màn hình là cái phần quản lý Start Management, đây sẽ là giao diện trong Atom
Design 2023 Task Manager đã được cải thiện để trực quan hóa cao hơn. Bây giờ người dùng có thể giao việc, giao nhiệm vụ ở các cấp dự án và các không gian làm việc của mình và cho bản thân mình và các thành viên khác trong nhóm. Người dùng có thể là gắn thẻ giao việc cho các thành viên thông qua ứng dụng cũng như là thông qua ATM 365 trên trình duyệt web của mình. Khi phân công công việc, bạn có thể là thiết lập mức độ ưu tiên thấp, cao, trung bình hoặc là ưu tiên cao nhất để cung cấp thêm thông tin. Bạn có thể chỉ định giai đoạn của nhiệm vụ để các thành viên khác có thể xem tiến độ. Nhiệm vụ có thể được tạo ra trực tiếp và xem nhiệm vụ của mình từ một bình luận. Đó. Chúng cũng có thể được tạo ra từ không gian làm việc trên trình duyệt web của bạn. Các nhiệm vụ được tổ chức trên một bảng Kanban. Bảng Kanban ở đây á, sẽ là các thẻ giúp mình theo dõi tiến độ, quản lý và tối ưu quy trình sản xuất, dịch vụ và quản lý dự án để truy cập, xem nhanh chóng. Và điều tuyệt vời là các nhiệm vụ này á, tha vì là mình phải tạo rất là phức tạp, khó khăn, thì với giao diện là trực quan quá và dễ dàng hơn cho người sử dụng, thì mình có thể là tạo dễ dàng tạo cũng giống như và là di chuyển, sắp xếp, bố trí lại các task này để phù hợp với lại cái công việc của mình hơn, với cái thói quen sử dụng của mình hơn. Và tiếp theo là Core Designer đã được có phát triển ở trên Ansys Electronics và Siemens NX. Với một người kỹ sư ở thời điểm hiện tại, một thời điểm thiết kế cần đòi hỏi một người kỹ sư linh hoạt và hiện đại hơn, thì sẽ không bị giới hạn trong việc sử dụng một loại phần mềm cố định nào. Các phần mềm khác nhau phù hợp với các nhu cầu khác nhau, nhiệm vụ khác nhau. Do đó, ATM Designer cung cấp các giao diện tiên tiến để liên kết với các phần mềm kỹ thuật khác. Trong phiên bản mới, đó là Siemens NX, Ansys Electronic Desktop, cho phép đồng bộ hóa hai chiều. Ví dụ, thay đổi một bên phần mềm bên phần mềm khác, MCAT hoặc ECAT cũng sẽ đồng bộ và thay đổi theo. Hiện tại, ATM Core Designer đã được support trên SolidWorks, Inventor, Rail, Fusion 360 và bây giờ là NX và Ansys Electronics Desktop. Tiếp theo sẽ là một cái tính năng rất là hay ở cái bản cập nhật, cái bản ATM 2023 lần này sẽ là so sánh tệp thông minh. Trong ATM 365 cho phép bạn so sánh các tệp Gabber, Bohm và PCB từ schematic, từ những cái lần commit khác nhau trên máy chủ. Hệ thống so sánh có trí thông minh điện tử, có khả năng tự động học hỏi, tìm kiếm, phân tích và xử lý thông tin, đưa ra các quyết định động một cách và chính xác hơn. Dụng các công nghệ điện tử và trí thông minh nhân tạo kết hợp tính năng này còn cho biết là không chỉ những cái thay đổi được thực hiện trên bản vẽ mà còn cho biết những thay đổi nào trên thiết kế của mình, thì ở trên đây nó sẽ thể hiện ra, show ra cái phần vùng màu. Ngoài ra, nó còn sẽ cho bạn biết là mình đã thêm hoặc là xóa linh kiện, các đường nét hoặc là bất cứ thứ gì khác. Điều này có sẵn trên trình duyệt web và ứng dụng ATM Designer. Và có thể là so sánh các tệp của bạn với nhau rất là hữu ích để gỡ lỗi. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy bất kỳ vùng lỗi nào và sau đó sửa lỗi, thậm chí quay lại cái bản thiết kế đang vận hành ổn định của mình. Ở đây thì em có chuẩn bị một cái demo mà mọi người xem với em. Second. Dạ rồi, có một tí sự cố. So let's do that. Mọi người cùng xem lại với em nhé. Let's just give this one moment.
a previous release. So let's do that. Let's just give this one moment to do the comparison. That's actually pretty quick. So this the comparison, you can see this is the first release, and here is the second release. Alo, vâng, do chú phải cái sự cố nhỏ trên các quý doanh nghiệp đợi em một phút ạ. Không biết là qua cái những cái trình bày trước đó thì nếu như các anh chị quý doanh nghiệp nào mà có những câu hỏi nào á, cũng như là về những cái thắc mắc thì có cũng có thể gửi cái thông tin trên cái chat group để bên em có thể hỗ trợ mình nhé. Dạ, vâng. Dạ rồi, xin chào mọi người ạ. Mọi người trở lại với em nhé. Vừa rồi thì có sự cố nè. A previous release. Yeah. Mời so mọi người lại xem that. Demo thì. Let's just give this one moment to do the comparison. That's actually pretty quick. Nó sẽ phân vùng cho so mình. So this is thậm chí là đánh số the comparison tự. You can see. Mình có hai phiên bản, hai biến thể. This is cần so sánh khác nhau. First release. And here is the second release. You know how the polygon has changed. So when you compare it and you overlap it, you see the differences here and here as well as over here. Again, you could also do a comparison with the schematic. No. Okay. Khoảng thời gian xử lý rất nhanh. And here you'll notice mở và xử lý you click on this đã thay đổi. We see that R1 was removed as it mentions here, and it's in red. The old what is old is in red. So when we click on here, we see that this component has been modified. And it is currently 200k, but the value used to be 100k. Dạ rồi, tính năng rất là hay đúng không ạ? Nó hoạt động hoàn toàn trên môi trường web. Thì ví dụ như ở nhà mình có thể dành cho những cái doanh nghiệp muốn work from home, ở nhà mình có thể là mình phân định được. Hoặc là trường hợp ở xưởng mình không có máy đang cài thì mình vẫn có thể là mình check được. Đó. Của 365 mang lại cho chúng ta. Dạ rồi. A previous release. Thì tiếp theo cái pad mình trong các thiết bị hiện nay chúng ta sử dụng nhiều loại linh kiện khác nhau, bao gồm các loại linh kiện có yêu cầu đặc biệt, chẳng hạn như là các pad có hình dạng phức tạp hoặc là biên dạng hình dạng không chuẩn. Bây giờ ATM Designer có thể dễ dàng điều chỉnh cho phép tối ưu hình dạng bed không chuẩn này. Bạn có thể tạo ra các hình dạng bed này bằng cách chuyển đổi các hoặc là một đường viền đóng, hoặc trực tiếp bằng cách sử dụng cái trình sổ xuống hình dạng từ bảng thuộc tính. Trong bảng thuộc tính cái bảng property, bạn cũng có thể là bật hoặc tắt cái phần những cái góc bo
terminal và những cái góc fillet để làm giảm thiểu khả năng xuất hiện các hình dạng các đường nét của mình bị đứt hoặc là các vết kết nối bị đứt do nhiệt độ hoặc là các fillet của các bed chữ nhật, từ đó tăng độ bền, độ tin cậy của các liên kết trên bản mạch in. Rồi tiếp tục sẽ là để đơn giản hóa các thiết kế phức tạp, bạn có thể chia nó thành các khối logic dễ cho để cho mình dễ kiểm soát và quản lý hơn. Và thậm chí trong mỗi khối mạch của sơ đồ, bạn có thể tiếp tục chia mạch của mình các khối xây dựng cơ bản nhất. Mục đích là để cho mình có thể mình dễ, thứ nhất là mình dễ quản lý, cái thứ hai sẽ là trực quan và đơn giản hóa. Thì với Atium Designer và Atium 365, bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể lưu mạch từ một thiết kế và chia sẻ nó với toàn bộ nhóm người dùng của mình và tái sử dụng khối này có thể được sơ đồ. Và phần bố trí layout. Vì vậy, cho mỗi lần tiếp theo bạn cần tạo một cái loại sơ đồ nào đó, bạn có thể đặt các khối mạch khác nhau và sử dụng một cái sơ đồ rất là nhanh chóng. Các khối tái sử dụng này thực sự là một công cụ rất là tiết kiệm thời gian, không chỉ cho việc thiết lập ban đầu mà nó còn cho trong quá trình gỡ lỗi. Bởi vì người dùng biết rằng khối tái sử dụng mà bạn đang đặt là nó đã được chạy ổn định rồi và đã được kiểm nghiệm trước những cái biến thể, những cái đã hoạt động thực tế trước đó. Với các mục đích, với các cách tích hợp mới, các linh kiện mới, thì mình có thể tích hợp được những con IC, các bộ chuyển đổi nguồn, sơ đồ chân kết nối, layout PCB thông thường, đặt các chi tiết cơ khí và những cái khối tái sử dụng phổ biến được sử dụng để giảm thời gian phát triển sản phẩm cũng như là gỡ lỗi sản phẩm khi mà nó sẽ có gặp những cái trường hợp lỗi tiềm ẩn, và sau đó là giảm xác suất, những cái lần mà mình giảm xác suất sai, từ đó sẽ giảm xác suất sai của chúng ta đi và đơn giản hóa cho quá trình mua hàng nè, logistics, và đơn giản hơn là cho quản lý kho hơn nữa. Việc tăng tốc và tăng hiệu suất của công việc triển để nghĩ đến mà không tái sử dụng những gì bạn có nghĩa là mình sẽ cần một cái thiết kế mang tính kế thừa, thì cái bản Reuse Block này á, tái sử dụng thiết kế mới được thiết kế để cung cấp những lợi ích này. Các khối tái sử dụng hiện nay là các công đoạn thiết kế và được thiết kế cho sơ đồ và tối ưu hóa. Bạn có thể là kết nối với một số loại định tiến một cái đoạn sơ đồ nguyên lý duy nhất. Điều này mở rộng rất nhiều khả năng làm việc với các thiết kế mang tính kế thừa. Và tiếp theo đó thì năm nay Atium 23 nó cũng sẽ có bổ sung về các phần tên chân đa chức năng cho mình. Đôi khi các linh kiện á, có đầu ra là chân đa chức năng và được sử dụng trong nhiều trường hợp hoạt động khác nhau. Và cho đến không thực sự có thể đặt tất cả các chân chức năng này, tên này trên một chân duy nhất, chân đế duy nhất mà vẫn được cái giữ được những cái tính rõ ràng. Trong Atium Designer hiện nay có thể là xác định nhiều tên cho các chân đa chức năng trong thiết kế của mình, từ bản tính trong một schematic có các trường chức năng mới. Từ đây bạn có thể nhập và tên tùy chỉnh cho một chân và đế được lưu dưới dạng một thẻ, thì ở đây nó sẽ gọi là pin có tất cả các pin này, và bạn có thể là đặt tên cho thẻ của mình bất cứ điều gì, bất cứ những cái tên gì mà mình muốn, thậm chí là nó cho phép mình đặt cả những ký tự đặc biệt vào để mình có thể mình dễ quản lý hơn. Để áp dụng chân chức năng mới cho một chân đế, người dùng chỉ cần là chọn một chân đế trong schematic và sau đó chọn tên mới từ trong tab bin trong bảng property. Đó. Và tiếp theo sẽ là điều chỉnh cái độ dài của đường dẫn mạch in. Thì để đáp ứng yêu cầu về tần số, cho phép đảm bảo tín hiệu chuyển tiếp
với các linh kiện có độ trễ tương đương với các tín hiệu các linh kiện khác trong bo mạch. Hầu hết giao diện tốc độ cao chứa các dãy tín hiệu song song và hoạt động ở tần số cao. Để đảm bảo hoạt động chính xác, cần phải điều chỉnh chính xác độ dài của các nhóm tín hiệu. Thường thì sự phù hợp độ dài này phải liên quan đến tín hiệu thời gian, và bây giờ ATM Designer bạn có thể điều chỉnh các tín hiệu của mình liên quan đến một mục tiêu nguồn tương đối. Điều này có thể dễ dàng thiết lập thông qua các quy chuẩn trong thiết kế. Thì ở đây em có chuẩn bị một cái demo, mời mọi người xem với em ạ. Here we are in Altium Designer, and let's talk about net length tuning to a relative target. So we're going to take a look over here. We're going to be taking a look at our DDR4 memory and our FPGA. So let's dive deeper into this schematic. And what we're going to do is look at U14 and U1. So let's cross probe to U14. Here is our component U14, and U1 is over here. Oops. Into single layer mode, we can see it. So here we can see we have a connection line from here to here, connecting U1 to U14. And what we want to do, we want to route this trace to a relative target. So the way we're going to do this is open up our design rules. We have our high speed design rules, and we're going to click, I believe this is the right one. Nope, that is not the right one. Let's expand this out a little bit so we can see what I'm clicking on. There it is. Wasn't even close. So this is a match length design rule from U1 to U14, and this does work with X signals. All we have to do is select a source target. I'll select mình chọn cái số, here, apply that, and press OK. We can go ahead and refresh this. And we can see my target here, A3. And let's go into interactive routing mode and set this up. That can be a little bit cleaner. So what I'm going to do is gloss this before we do the interactive length tuning. So I'll gloss the selected, make it look a little bit better. And now we can go ahead and refresh that. Length tune this. So we'll select interactive length tuning and let's zoom in here. Make it easier to click. We need a lot of tuning for this one. We'll add one, a length tuning segment there, and one here. There we go. And what is this? This is CSN. There we are. Let's refresh that. There we go. So we have this length tuned, and that's pretty much it. Well, I am here. Trying to see if, trying to find a more interesting example, but that's okay. What you can do with your length tuned segments is actually move them around. You can adjust them with your keyboard shortcuts. And also you notice as there's obstacles, they'll adjust to the obstacles around them. So in this case, the obstacle is this these traces right here. Notice how it expands and contracts to fit the space. I think that's it. Let's jump back to the schematics. Very simple feature, but again, very powerful. Dạ rồi, vừa rồi là một cái demo của chuyên gia của hãng
họ sẽ show chúng ta. Đầu tiên là mình có thể gọi lệnh bằng lệnh tắt, thứ hai nữa là rất là nó được sử dụng một cách rất là linh hoạt và nhẹ nhàng. Được chiều dài dây dẫn một cách là rất là tường minh. Here we are in Altium Designer, and let's talk about net length tuning. Thì tiếp theo á, sẽ là cái phần PCB health check. Thì với Altium Designer đã thêm tính năng health check vào trình sửa đổi bo mạch, tập trung cải thiện độ tin cậy của sản xuất và lắp ráp bo mạch của mình. Ngoài kiểm tra quy chuẩn thiết kế, nó còn được thực hiện một loạt các kiểm tra trên quy tắc khác nhau, cảnh báo cho chúng ta về các vấn đề có thể xảy ra trên PCB. Điều này có thể là các vùng có diện tích bằng không trên bo mạch và không thể sản xuất thực tế được. Micro Simon trong thiết kế PCB là những đường dẫn hoặc là phân đoạn rất nhỏ có chiều dài ngắn hơn độ dài dụng trong thiết kế, để gây ra các vấn đề về suy giảm tín hiệu hoặc là các vấn đề sản xuất trong thực tế, vì chúng có thể là không được sản xuất đáng tin cậy bởi quy trình sản xuất, hoặc là có thể gây ra các sự phản chiếu tín hiệu hoặc là các tác động khác, hoặc việc là xoay một cái linh kiện 360 độ thay vì không chỉ là không độ như cái phiên bản trước đây. Tất cả các vấn đề được phân loại vào các danh mục và các bao gồm các biểu tượng xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thì khi mình nó sẽ check và sau đó tạo ra những cái cảnh báo để mình có thể quan sát và phân vùng nó dễ hơn. Đó, một cái tính năng giúp là mình kiểu giống như là mình trước khi mình đẩy một cái bo đi sản xuất, nó giống như là một người QA QC bản vẽ của mình vậy. Rất là thực tế, rất là tiện ích. Thì cái PCB health check này để trải nghiệm thì mọi người có thể là liên hệ với PCB Raptech. Tiếp theo là vừa nãy em cũng có nói sơ về cái phần MCAD Core Designer trên Siemens, thì slide này em sẽ nói sâu hơn một tí. Tiếp theo chúng ta có MCAD Core Designer đồng thiết kế. Hiện tại á, em xin nhắc lại thì mình đã có cái Core Designer này ở trên SolidWorks, Rail, Inventor, Fusion và hiện tại là NX. Đối với những người chưa biết, MCAD Core Designer cho phép người dùng là Altium Designer chuyển đổi dữ liệu thiết kế một cách liền mạch giữa các phần mềm, các lĩnh vực điện và cơ khí. Điều này không chỉ đơn thuần là chuyển đổi file step giữa các phần mềm, mà chúng thực sự cần thiết khi xây dựng thiết kế trong định dạng tiệp gốc của phần mềm cơ khí hoặc là phần mềm Altium. Chúng ta làm điều này bằng cách sử dụng máy chủ của Altium 365 để cả ECAD, phần mềm ECAD và MCAD kết nối vào máy chủ của Altium 365 để tạo điều kiện cho việc trao đổi tiệp tin. Các kỹ sư điện và cơ khí ở lại và làm việc trong một cái công cụ mà họ biết, hiểu rõ và sử dụng hàng ngày. Loại bỏ các khâu chuyển file trung gian hoặc là xử lý phức tạp. Và cái điều mới là đồng thiết kế đã có trên Siemens và hãng cũng sẽ phát triển thêm những cái Core Designer cho những phần mềm quen thuộc sử dụng tiếp theo nữa. Đó. Và rồi, một tính năng tiếp theo nữa là Power Analyzer bởi Keysight. Thì Power Analyzer có một tiện ích mở rộng cho giao diện người dùng của Altium Designer được phát triển bởi Keysight Technology, thì giúp cho các nhà thiết kế có khả năng phân tích công suất phức tạp mà không cần tốn quá nhiều thời gian đào tạo chuyên môn nè, hoặc là thích hợp cho cấp người dùng ở mức độ chuyên gia hoặc là người mới dùng chỉ với vài cú nhấp chuột thôi. Người dùng có thể nhanh chóng xác định và giải quyết các vấn đề về công suất trong thiết kế PCB, tìm kiếm, hiểu và giải quyết các vấn đề về công suất một cách nhanh chóng mà không cần phải dựa vào các mẫu thử đắt tiền, không cần phải lên các prototype đắt tiền, tốn kém thời gian, công cụ phức tạp hoặc là kiến thức
Để có thể phân tích một cái bao mạch thì cần kiến thức ở mức độ chuyên gia, thì phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho mình đó, áp dụng cho các tình huống thực tế, sản xuất thực tế. Và Power Analyzer là công cụ được thiết kế để kiểm tra nguồn điện trên PCB của người dùng. Người dùng có thể là dễ dàng xác định các vùng quá nóng, các phụ vật có thể là bị cháy đường dẫn, nguồn điện không đủ hoặc là nhiều hơn thế nữa. Đây là một phần mở rộng riêng biệt của một cái add-in riêng biệt của ATM Designer. Công cụ này giúp người dùng là xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến mật độ dòng điện và điện áp DC. Nó tính toán tương tác giữa multi-network và sự tương tác giữa các đường dẫn tín hiệu trong mạch. Nó có thể hiển thị phân phối mật độ điện áp, dòng điện và xác định các điểm nóng trên bản mạch. Và nó cũng có thể là giúp coi như người dùng xem được cái điện áp, mật độ dòng điện và dòng điện thông qua tại bất cứ vị trí nào trên bản mạch của mình. Người dùng có thể tạo báo cáo đôi là HTML về kết quả mô phỏng phân tích. Hiện tại thì hãng ATM đang cung cấp tính năng phân tích DC, và có thể là trong tương lai hãng sẽ cung cấp tính năng phân tích AC và nhiều hơn thế nữa. Tiếp theo là việc hiểu cái cấu trúc nguồn điện là rất quan trọng và hữu ích để thiết kế PCB chính xác. Quá trình dẫn điện áp từ nguồn cung cấp đến các linh kiện khác nhau trên các bản mạch in có thể được hiểu từ các bản mạch nguyên lý, sơ đồ nguyên lý, schematic hoặc là bản mạch, nhưng đôi khi điều đó là không có rõ ràng. Thì Power Analyzer trong ATM Designer nó tự động phân tích toàn bộ hệ thống nguồn đầu vào và thành một cái cây sơ đồ giúp người thiết kế hình dung rõ ràng và dễ đọc với tất cả các chi tiết cần thiết. Thì cái này mình hay gọi là sơ đồ đơn tuyến, single line. Rồi tiếp tục, nó hiển thị vị trí của bất kỳ mạch đã chọn trong tổng thể cấu trúc nguồn và cho phép người dùng là dễ dàng và nhanh chóng điều hướng đến nơi điện áp nguồn bắt đầu từ đâu thông qua những gì nó đi qua, nơi nó đi đến và cách phân phối trên bản của bạn, cho phép bạn định vị bất kỳ cái linh kiện nào trên hệ thống nguồn chỉ bằng một cú nhấp chuột thôi. Tiếp theo là cái phần heat map. Thì trong Power Analyzer, trong ATM Designer, nó có tính năng hiển thị heat map giúp người dùng xác định các vùng có vấn đề trên mạch in. Việc đọc heat map dễ dàng và trực quan cho bất kỳ người dùng nào, kể cả người mới hay là cấp độ chuyên gia. Với kết quả được hiển thị trực tiếp trên mặt PCB với thang màu rainbow, màu cầu vồng, thì giúp người dùng nhanh chóng phát hiện nhiệt bất thường trên bo, từ đó có cách xử lý thích hợp. Sử dụng cái bảng sub property, người dùng có thể là hiệu chỉnh heat map, thiết lập giới hạn và hiển thị hướng dòng điện hiện tại. Đó, nó sẽ có một cái thang rainbow thì xanh đỏ thôi. Cái phần đỏ là những cái thằng chúng ta cần phải lưu ý và kiểm tra lại, check lại thật kỹ trước khi đem cái bom đem đi. Và tương tự với heat map, về mật độ dòng điện, bạn có thể hiển thị hướng dòng điện với các điều chỉnh tỷ lệ heat map á, về cái phần điện áp có một cái thanh trượt để trượt hình ảnh cho phép mình thể hiện nó lên cái mức điện áp khác nhau. Khi được bật á, nó sẽ được hiển thị vị trí heat map nơi điện áp bằng với các đỉnh, các điểm bằng mức điện áp đã được chỉ định, giúp người dùng có thể xác định rõ các vị trí này, định vị các linh kiện, yêu cầu về thiết kế, lắp đặt cho những cái bo mà nó yêu cầu về thiết kế khắt khe hơn. Và khi đến chức năng Power Analyzer có rất nhiều tính năng hơn. Và những gì em muốn nói đến á, là em có thể tạo thêm những tip and trick về chủ đề này. Nhưng mà hiện tại thì em muốn đưa qua cho mình xem những cái nhìn tổng quan nhanh chóng, và chưa phải là một cái gì đó đi sâu vào từng tính năng. Dạ.
Và tiếp theo sẽ là các tính năng sắp có trên Natium Designer. Nó sẽ về cái phần Harness Design Variant Manager. Đó, em sẽ qua slide tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về thiết kế dây cáp. Hiện nay, Natium Designer có khả năng tạo các thiết kế multi-board với khả năng thiết kế dây cáp mới. Người dùng có thể xác định các kết nối giữa chúng với các phụ kiện khác đi kèm để tạo ra các thiết kế dây cáp. Hãng đã thêm một loại dự án mới cùng với một số loại tệp mới cho chúng ta. Em có một cái sơ đồ dây điện nơi các dây và cáp riêng lẻ được lắp đặt để tạo ra kết nối vật lý cần thiết trong dây cáp. Còn có trong một cái bản vẽ bố trí thì nơi đây, nơi dây và cáp được sắp xếp để đại diện cho cấu trúc vật lý của dây cáp. Tài liệu BOM chứa các đầu nối của các dây cáp và cũng có một bản vẽ sản xuất cho các hình ảnh từ sơ đồ dây điện, rồi bản vẽ bố trí, bản vẽ layout và bơm được đề cập trước đó. Bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết cho việc sản xuất dây cáp đều có thể được thêm vào để kết nối, xác định các dây, thiết lập các tính năng về tùy thuộc của chúng. Thì nó sẽ cho phép mình quản lý về lớp cover nè, phần sắn dây và phần cáp, kết hợp các dây vào các nhánh của cái tuyến cáp của mình, thêm vào các yếu tố kết cấu cần thiết như là marking, đánh dấu nó, đầu nối, cái terminal và các mình hay gọi domino đó, cho các kết nối đầu cos hoặc là ống co nhiệt, và sử dụng Rapman và ActiveBoom để có thể được có được tài liệu lắp ráp và dữ liệu mua hàng nhanh chóng hơn. Đó. Thì ở đây em có một cái demo nhỏ để cho nó rõ hơn về cái phần Harness Design. So here we are in Altium Designer, and what we want to take a look at is ways to create a harness project. One is by itself, just standalone, and the other is by having it part of a multi-board project, which is what I have here. And when it's part of a multi-board project, the logical connections between the PCB and multi-board project are used to define the connectivity within the harness. So if we look here, this logical project boards here and the connections between them. Now, this information will be passed down to my harness project here with the harness wiring diagram. Now, remember, the harness wiring diagram is where individual wires and cables are placed to create the required physical connections within the harness. And here, you can see I have connection lines just like I would in the PCB document, letting me know what needs to be connected to what. So let's go ahead and start connecting this up. So I'm going to go ahead and place a harness wire. And I'm going to connect pin 4 of P1 to pin 1 of P3, P4, and P5. Okay, so now that I've placed that wire down, let me go ahead and add a splice here so we can connect the other wires. Then we'll add this one here, and finally our last one. There it is. So now we've wired it all up. Let's go ahead and adjust the color. So if we go to the properties panel with those selected, we can adjust the color to something like green. Okay, so now that that's all wired up, let's take a look at our layout drawing. And the layout drawing is where the wires and cables are arranged to represent the physical construction of the harness.
And very quickly, if we select within our layout drawing, you know, the harness, and we click in here, one of our wires, we can see the path of our wire 8 or W8 wire traveling from P1 all the way to P5. We have our bomb document and also the draftsman document, and this is for your documentation. Here we have a view, a layout view, if I am correct on that. Yep, this is our layout drawing view, and we've already started to dimension this out. And dimensions, just like in draftsman for a regular PCB project, it's very easy to start placing dimensions. It's really just a single click. There's also other views available to us, like the wiring diagram view. Let's go ahead and update this, and this will import the changes from our design. So now this looks exactly as it should and how we created it a few moments ago. In addition to those views, we also can place a bill of materials, and we can customize this as normal. So if we want to add maybe another column for the description, we can do so. We can also place connection tables, maybe for each one of these connectors here. So for instance, this is P1. In the properties panel, we can select P1. Oops. And now we have a connection table specific to that component. So again, if we want to place it maybe for P4 here, using the properties panel, it's very simple. And the last thing I do want to show is a wiring list. We can place that down, and our wiring list also can include things like size and color. So for instance, if we click on the red wire here, we see the size and color of it. So it's red and 10 AWG for the gauge. So if we go back here, and let's just update this. And there we go. So we can see the color and gauge. All right, that's everything I wanna show for harness design. Just wanna mention that this is an open beta. So you can turn on this functionality and start using it. Also, this is not an exhaustive demo. We could actually do a whole webinar just on this topic. But for now, let's go back into the PowerPoint and continue forward. Dạ rồi, đó là một cái tính năng rất hay đúng không ạ? Thì nó có thể là không những giúp ích cho người thiết kế mà còn cho các bộ phận như là mua hàng và chuẩn bị các linh kiện. Dạ rồi, mình sẽ đến tính năng tiếp theo ạ. So here we are. Variance Manager. Cái bộ quản lý biến thể Variant Manager trong Atom Designer đã được thiết kế lại và hiện có một cái phương pháp mới để tạo các biến thể. Bây giờ người dùng có thể tạo các nhóm linh kiện dựa trên trang schematic, ký hiệu trang và lớp linh kiện. Sau đó người dùng có thể là cấu hình các biến thể với những nhóm này. Điều này giúp cho tạo biến thể một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là nếu người dùng đang làm việc với nhiều biến thể trong một dự án. Hãy mở Atom Designer và mình có thể mình trải nghiệm ngay. Đầu tiên, bước 1 mình sẽ tạo group, sau đó là cấu hình group và tạo variant with group. Đó. Thì rồi, tiếp theo nữa là Multibor MCAD Core Designer. Thì trước đó mình đã nói nhiều về MCAD Core Designer và cách nó cho phép truyền dữ liệu thiết kế PCB linh hoạt giữa các phần mềm ECAD và MCAD. Một trong những cái khả năng mới là khả năng thực hiện điều này với thiết kế Multibor. Một số lợi ích khi sử dụng MCAD Core Designer với Multibor Design bao gồm đồng bộ hóa dữ liệu giữa ECAD và MCAD. MCAD Core Designer
cho phép là mình có thể tạo dữ liệu thiết kế được chia sẻ giữa các môi trường thiết kế PCB và các phần mềm thiết kế cơ khí, giúp tăng tốc độ phát triển sản phẩm và giảm thiểu các sai sót chủ quan trong quá trình thiết kế, tăng tính chính xác của thiết kế. Việc tạo mô hình 3D chính xác cho các linh kiện của PCB và các bo mạch giúp người dùng thiết kế đánh giá được cái khả năng lắp ráp và đảm bảo rằng PCB có các bộ phận cơ khí có thể hoạt động cùng nhau một cách chính xác. Quản lý đa biến thể dễ dàng. MCAD Core Designer cho phép người thiết kế quản lý nhiều biến thể của thiết kế, cấu hình nhiều và nhiều quản lý nhiều cấu hình giúp họ dễ dàng tạo ra các biến thể sản phẩm, nhanh chóng, dễ dàng thay đổi thiết kế theo yêu cầu khách hàng, tăng năng suất. Thì với MCAD Core Designer giúp giảm thời gian phát triển cần thiết để phát triển sản phẩm và tăng tốc độ phát triển sản phẩm, giúp người thiết kế tập trung vào các khía cạnh thiết kế quan trọng hơn để đạt được các sản phẩm tốt hơn và nhanh chóng hơn, giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất. Bằng cách sử dụng MCAD Core Designer, các mô hình 3D được tạo ra có thể giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất, đảm bảo rằng PCB và các bộ phận cơ khí được lắp ráp một cách chính xác và không gây sự cố sản xuất. Thì với là lợi thế của PCB Raptech cung cấp luôn phần mềm SolidWorks, chúng ta có thể ở trên màn hình chúng ta có đang thấy đó là một chiếc ROM, thì Atium sẽ là thiết kế cái phần bo mạch và các bo như là bo giao tiếp, bo cạc mạng để có thể chúng giao tiếp mạng với nhau. Thì cái phần cơ khí SolidWorks sẽ thiết kế phần cơ khí. Việc đồng bộ hóa giữa hai môi trường này một cách liền mạch và liên tục sẽ giúp cho quá trình phát triển sản phẩm của chúng ta tốt hơn. Và sau đó em cũng xin nói thêm, ví dụ như có một cái ROM này, mình có thể phân rã nó ra thành nhiều chi tiết khác nhau, rồi mình có thể animation, không những ngoài việc cho khách hàng chúng ta có thể có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm, mà là còn cho các xưởng sản xuất, những người trực tiếp lắp ráp và vận hành, người ta có thể là có những cái góc nhìn tường minh và chính xác trực quan quá cao hơn. Và tiếp theo đó chính là tính năng Multiball Viewer trên Atium 365. Việc tới không gian làm việc Atium 365 của bạn trong môi trường trình duyệt web, một trong những tính năng cần thiết để xem thiết kế của mình. Hiện nay tính năng này chỉ có sẵn cho các bo mạch đơn và chưa có thể xem cho mình xem các bộ lắp ráp multibo. Tuy nhiên trong tương lai sắp tới, việc xem và tương tác trên các bộ lắp ráp multibo của bạn sẽ là được hãng sẽ cho là điều khả thi, và chúng ta sẽ mong chờ các phiên bản vá hoặc là các phiên bản cập nhật tiếp theo. Và tiếp theo sẽ là cái phần xây dựng bo mình theo bất kỳ cái hình dạng hoặc là cái cấu trúc nào, thì bản mạch có thể được tạo thành từ bất kỳ hình dạng nào dưới thiết kế bản cứng hoặc là flexible hoặc là rigid, bản mềm thuần túy. Nhiều lớp bố trí có thể được xác định trong thiết kế với các bản cứng và có thể tạo ra các lớp phủ bổ sung. Các linh kiện có thể được nhúng trên bất kỳ lớp tín hiệu nội bộ nào. Bản có thể tối đa là 32 lớp và 16 lớp mặt phẳng. Nếu cần, các lớp mặt phẳng có thể được chia nhiều lần và khu vực chia trong một cái khu vực xác định. Và tiếp tục sẽ là các lớp thiết kế cơ khí cũng có sẵn, cũng có được cho phép ghép cặp và sử dụng các lớp sản xuất đặc biệt, ví dụ như kích thước của các chấm keo trên bản mạch để gắn các linh kiện bề mặt SMT trên bản mạch. Các chấm keo này được đặt trên bản mạch trước khi các linh kiện SMT được đặt lên đó và có thể sử dụng giữ chặt các linh kiện trên bản mạch trong quá trình gia công và sử dụng. Ngoài ra, hình dạng của bản cũng có thể được xác định và được import từ bên ngoài, cũng như được biên tập thành PCB thông qua các định dạng như là DSF, DWG và STEP. Tiếp theo là trình biên tập PCB.
là một không gian thiết kế 3D thật sự. Trong đó, nhà thiết kế có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ hiển thị 2D và 3D. Các mô hình linh kiện có thể được tạo ra trong quá trình biên tập thư viện PCB, từ tập hợp các mô hình dạng 3D đơn giản hoặc các mô hình 3D có thể được import trong nhiều định dạng khác nhau, bao gồm là định dạng step. Ngoài việc nhập các mô hình linh kiện, nhà thiết kế cũng có thể nhập vỏ sản phẩm và thực hiện các bước kiểm tra đo khoảng cách 3D. Đối với một nhà thiết kế bản rigid flex, bản cứng và mềm linh hoạt với nhau đó, thì bản có thể được gặp lại theo một cách là rất là dễ dàng và đơn giản. Nó đang được hiển thị trên hình ảnh phía trên và nó có thể là được kiểm tra khoảng cách trong bản và các trạng thái đã được cài đặt. Bản có thể thành bản hoàn thành cũng có thể được xuất ra ở dưới định dạng step 3D và các trạng thái gặp lại nếu cần. Đó. Và sẵn sàng để tải vào cái phần mềm thiết kế MCAD của người dùng. Dạ rồi, thì đó là cái những cái tính năng chính của cái bản Atom Designer cũng như là Atom 365. Những cái tính năng mới, có những cái điểm gì mới thì em cũng đã nêu lên. Thì em cũng xin nói ngắn gọn về những cái phần ví dụ như là Start Management, Core Designer hoặc là Best Shep, cũng giống như là Harness Design, Variant Manager. Đó. Thì đó là những cái chức năng của Atom. Và những cái tính năng sắp tới á, sẽ đang để hiển thị trên màn hình. Đó là tính năng 3D View, nè, Section View, rồi tăng cường những cái ràng buộc những và cải tiến Variant Management, cũng giống như là cái phần Wrapman, Berm Command và Start Management. Đó. Nó cũng sẽ cho chúng ta về cái cải tiến về Harness Design cũng như là Multiboard. Thì hãng luôn lắng nghe những yêu cầu của người dùng và hãng sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bản Atom của hãng nhiều thêm nữa. Thì rất là mong anh chị mình có thể ở trên diễn đàn chúng ta có thể cung cấp, chúng ta có thể đưa ra những ý kiến đánh giá để cho hãng đẩy những cái cải tiến đó vào cái phần mềm Atom của mình để cho nó hoàn thiện và để dễ sử dụng và áp dụng được, giúp cho người dùng thực tế nó ổn định hơn. Dạ rồi. Hiện tại là đến phần đặt câu hỏi thì không biết là có quý anh chị nào muốn đặt câu hỏi. Em sẽ giải đáp ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn những cái phần chia sẻ của anh Hưng. Rất là bổ ích. Thì về phần câu hỏi thì em sẽ hỗ trợ ha. Thì mình có nhận được câu hỏi. Mình có nhận được từ câu hỏi thì của một khách hàng. Thì... có hỏi rằng những cái thách thức trong thiết kế ở thời điểm hiện tại của các nhà thiết kế PCB thì anh Hưng không biết có thể hỗ trợ giùm khách hàng giùm Vinh không ạ? Dạ rồi, rất cảm ơn anh Vinh và khách hàng đã cung cấp cho em một câu hỏi. Bên trong mỗi sản phẩm điện tử là một bản mạch in hoặc là PCB, thì trong cái những ngày đầu thiết kế mạch in có phải là các yêu cầu với PCB rất là đơn giản, bản cung cấp giá đỡ cơ học cho các linh kiện và kết nối chân thích hợp, thực hiện các thiết kế logic được xác định trên sơ đồ. Ngày nay thì nó yêu cầu khắt khe hơn. Các linh kiện thì nó càng ngày nó càng nhỏ lại và thu hẹp lại cái diện tích rất là nhiều. Chúng được đo bằng các phân số. Thay vì lúc trước thì chúng ta sẽ đo bằng cm thì bây giờ sẽ đo bằng mm thôi. Và chiều rộng của các đường dẫn cũng giảm tiết diện hơn rất là nhiều. Khoảng cách sắp xếp thì cũng nhỏ lại. Thậm chí có những đường nét, đường mạch nhỏ như bằng sợi tóc được sắp xếp chặt chẽ cùng nhau. Tốc độ tín hiệu tăng lên cũng giống như là cho thấy các kết nối PCB thay đổi từ dạng ống đồng đơn giản mang năng lượng điện sang hoạt động như là hiện tại là đang truyền dẫn như là tốc độ cao, đòi hỏi các
đòi hỏi các kỹ thuật thiết kế đáp ứng điều này. Đường dẫn tín hiệu đưa ra các yêu cầu khắt khe về mức điện áp cho phép đòi hỏi thiết kế phải cẩn thận, và mạng lưới phân phối thì phải bố cục nó chặt chẽ và rõ ràng. Kết hợp với những điều này, PCB hiện đại là một thách thức với các kỹ sư thiết kế để sắp xếp nhiều lớp và bố trí dày đặc các đường nét hơn, cùng với các yêu cầu về điện khắc khe hơn, các yêu cầu và cơ khí cũng trở nên phức tạp. Các sản phẩm điện tử hiện đại nhỏ hơn, có hình dạng khác thường, yêu cầu các bản mạch in nhỏ hơn, có các hình dạng khác thường và được triển khai dưới dạng cấu trúc uốn cứng. Các bản này có thể đặt cạnh và các đường cắt cong. Điều này các linh kiện được định vị cẩn thận, nhận về các yêu cầu thiết kế chặt chẽ và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các lĩnh vực như là thiết kế điện tử và thiết kế cơ khí, đòi hỏi cái việc truyền dữ liệu thiết kế dễ dàng, nhanh chóng. Và những cái thách thức này đang được các công nghệ của PCB của Atom đang được khắc phục. Thứ nhất là dễ dàng tạo các thiết kế cấp hệ thống phức tạp, tạo ra các thiết kế đầu nối cấp và multi-board cho các sản phẩm điện tử của người dùng trong một môi trường liền mạch mà không cần phần mềm hỗ trợ nào khác nữa. Chức năng bổ sung hứa hẹn giúp cho các nhà thiết kế giảm thiểu rủi ro về lỗi sai, kết nối tín hiệu thông qua các đầu cáp trong khi vẫn giữ được thông tin dữ liệu được đồng bộ hóa giữa nhiều PCB, dành nhiều thời gian hơn để đổi mới sản phẩm và ít thời gian hơn để hiệu chỉnh, cộng tác với bất kỳ ai trên thiết kế sản phẩm điện tử của người dùng và chia sẻ thông tin với các bên liên quan để giải quyết và các thách thức ở bất cứ giai đoạn nào. Các khả năng quản lý dữ liệu thư viện kết hợp với các chẩn xét, nhiệm vụ và so sánh thay đổi giữa các phiên bản cho phép các nhóm quản lý tài nguyên hiệu quả tốt hơn theo dõi các thay đổi trong suốt quá trình thiết kế, mang những dự án tiên tiến nhất của người dùng và cuộc sống. Có khả năng mới của Atom cho phép người dùng là giải quyết các thách thức thiết kế tiên tiến nhất, bao gồm làm việc với PCB với mật độ HDI cao, kết hợp với trở kháng mạch tốc độ cao, thiết kế ở cấp độ hệ thống và định tuyến 3D, quản lý thành phần multi-board. Atom Designer mở rộng các chức năng quản lý thành phần đến cấp độ Alo? Thanh nghe không? Dạ rồi, xin lỗi mọi người, vừa nãy thì ở hiện tại tình trạng mạng á, nó cũng có vài cái vấn đề. Thì em xin phép em nhắc lại câu trả lời vừa rồi. Thì bên trong mỗi sản phẩm điện tử là một bản mạch in hoặc là PCB. Trong những ngày đầu thiết kế bản mạch in á, thì không có yêu cầu những cái yêu cầu khắt khe về bản mạch in á, thì cũng rất là đơn giản. Bản cung cấp các giá đỡ cơ học cho các linh kiện và kết nối chăn thích hợp với nhau, thực hiện các thiết kế logic được xác định trên sơ đồ. Ngày nay các linh kiện thì đã bị thu hẹp rất nhiều về phần tiết diện, cũng giống như là chúng được lúc trước thì được đo bằng mm, thì thay vì hiện tại nó đã khắt khe hơn, yêu cầu các tiết diện của các linh kiện của mình phải nhỏ hơn nữa, và chiều rộng đường dẫn được giảm tiết diện hơn rất là nhiều, khoảng cách đều nhau và sắp xếp liên tục với nhau. Thậm chí là có những đường nét, đường mạch nhỏ bằng sợi tóc đã được sắp xếp chặt chẽ và liên tục với nhau. Tốc độ tín hiệu tăng lên cũng cho thấy các kết nối PCB thay đổi từ dạng ống đồng đơn giản mang năng lượng điện, thì nay nó hoạt động như là một đường truyền tốc độ cao, đòi hỏi các kỹ thuật thiết kế đáp ứng điều này. Đường dẫn tín hiệu được đưa ra các yêu cầu khắt khe về mức giảm điện áp cho phép đòi hỏi các thiết kế cẩn thận về mạng lưới phân phối điện. Thì kết hợp với những điều này, PCB hiện đại là một thách thức cho các kỹ sư, những người phải sắp xếp các bố cục đường nét cho thật là nhiều lớp và bố trí dày đặc, cùng với các yêu cầu về điện khắt khe hơn,
thì các yêu cầu về cơ khí cũng trở nên phức tạp. Các sản phẩm điện tử hiện đại nhỏ hơn, có hình dạng khác thường và các yêu cầu về các bản mạch in nhỏ hơn, có định dạng khác thường, thường được triển khai dưới dạng cấu trúc uốn cứng, và các bản mạch này thường có các cạnh đường cắt cong, yêu cầu các linh kiện được định vị cẩn thận. Những yêu cầu thiết kế chặt chẽ này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa phần mềm thiết kế MCAD và ICAD, giữa cộng tác giữa phần mềm thiết kế điện tử và thiết kế cơ khí, đòi hỏi việc truyền tải dữ liệu giữa chúng một cách phải là chuyển tiếp một cách dễ dàng. Những thách thức này có thể giải quyết bằng các công nghệ thiết kế của PCB trên Atom. Dễ dàng, thứ nhất là dễ dàng tạo các thiết kế cấp hệ thống phức tạp, tạo ra các thiết kế đầu nối kép, cable và multibore cho các sản phẩm điện tử của bạn trong một môi trường liền mạch mà không cần phải sử dụng phần mềm hỗ trợ khác. Chức năng mới bổ sung hứa hẹn và nó sẽ giúp cho các nhà thiết kế giảm thiểu rủi ro và lỗi sai kết hợp các tín hiệu thông qua các đầu cáp trong khi vẫn giữ được dữ liệu đồng bộ hóa giữa nhiều PCB, dành nhiều thời gian hơn để đổi mới sản phẩm và ít thời gian hơn để hiệu chỉnh, mang lại những cái dự án tiên tiến nhất cho người dùng và cuộc sống. Thì nó cho phép là điều chỉnh PCB với mật độ cao HDI và kết hợp những trở kháng mạch tốc độ cao, thiết kế ở cấp độ hệ thống và định tuyến 3D, quản lý các thành phần multibore. Thì nó bao gồm là các dây điện, động cơ, cảm biến, công tắc và van. Điều này cho phép người dùng tạo một cái bill of material, một cái định mức nguyên, một cái danh bản danh sách nguyên vật liệu dễ dàng hơn. Và nó cũng có thể cho chúng ta về core designer, một cái công cụ liên kết cộng tác giữa ICAD và MCAD, để lại các nhận xét trên bơm và các bản vẽ sản xuất, cải tiến các trình quản lý. Và Atom cũng có thể là quản lý được các biến thể mới đạt bằng cách làm quản lý bằng trạng thái là filtered hoặc là not filtered, và alternate bổ sung thêm chức năng quản lý riêng, và chỉ cần áp dụng định nghĩa này cho tất cả các biến thể có liên quan. Và trình trực tuyến có thể xem trên web, có thể bổ sung cho xem trên multibore với Atom 365 Web Viewer. Dạ rồi, cái đó là phần câu hỏi của em, thì không biết anh có câu hỏi nào nữa không vậy ạ? Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn Hưng ha, rất là đầy đủ. Thì không biết là bên mình thì có câu hỏi nữa không ạ? Có thể mình sẽ nhắn vô Zoom chat hoặc là mở mic lên có thể hỏi ạ. Vâng. Vâng thì em không thấy câu hỏi nào, thì chắc là mọi người cũng đã có đầy đủ thông tin. Nhưng nếu như mà có thắc mắc nào sau đó thì có thể gửi, anh chị có thể gửi qua email hoặc là gửi qua tin nhắn của em ha, có những cái thông tin ở bên dưới. Thì chắc là cái buổi webinar của anh em sẽ kết thúc tại đây. Thì cũng chúc cho các quý anh chị, các doanh nghiệp một tuần thật là tràn đầy năng lượng nha. Dạ rồi ạ, vâng, em xin cảm ơn ạ. Dạ. Là một cái giải pháp mô phỏng đa ngành cho ngành điện, điện tử và cơ khí. Altair Technology đây giúp cho doanh nghiệp khám phá được sản phẩm dưới góc nhìn của công nghệ mô phỏng, từ mô phỏng CE, mô phỏng cấu trúc, nhiệt và chất lỏng, mô phỏng động lực cho cơ học CFD và vật liệu hạt, rời rạc, EDM, đến các mô phỏng tần số cao, điện từ EMI, EMC và xác thực PCB của chúng ta. Altair đều sở hữu những công cụ vượt trội cho phép doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng tốt các mục tiêu về thời gian, hiệu suất cũng giống như là độ tin cậy. Thì ngoài những diễn giả là giám đốc kỹ thuật và giám đốc và cấp quản lý kỹ thuật của Altair, thì em cũng sẽ xin nói sơ về nội dung chương trình. Tổng quan về Altair
Engineering Outstanding Solid là khám phá các khả năng phân tích kết cấu trong thời gian ngắn. Đó, Outstanding Lab tích hợp với lại quy trình mô phỏng đa vật lý liên kết đa ngành. Alta Electronic System Design nói về xu hướng mô phỏng điện tử, cơ hội phát triển doanh nghiệp trong tương lai gần. Alta BSIM, giải pháp All-in-One trong thiết kế và mô phỏng truyền động động cơ và điện tử công suất. Alta Inspire Steel, công cụ xác thực, đánh giá và tối ưu hóa các tính khả thi trong sản xuất sản phẩm. Alta Bolex, để chúng ta có thể kiểm chứng thiết kế, xác minh sản xuất, phân tích SEBI trong quá trình thiết kế sản phẩm. Và Alta Digital Twin, tạo cái bản sao số cho việc phát triển sản phẩm và vận hành sản xuất, đánh giá các tình huống giả định, dự đoán bảo trì và kéo dài thời gian sử dụng vòng đời của sản phẩm. Và song song đó là những cái phần quà rất là giá trị cho ngày Alta Technology Day. Thì ở trên đây em có đang để lại một cái mã QR, chúng ta có thể quét và đăng ký cái ngày Alta Technology Day. Dạ, em sẽ để trong khoảng 5 giây, nhờ mọi người quét vào link này thì sẽ có dẫn chúng ta được cái web để chúng ta có thể là đăng ký slot cho mình. Dạ rồi ạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì BCB Reptech xin cảm ơn. Dạ.